xem trên hình báo Thanh Niên thì chúng tôi đang còn trải nghiệm kia tour xe mô tô địa hình đi xuyên rừng lim. Thực ra là không hề đơn giản như là chúng tôi tưởng. Ở những hình ảnh tôi sẽ quay lại cho các bạn thấy đấy. Đấy là một khu rừng khá là rậm rạp và là sau cơn mưa thì rất là trơn. Hiện nay là anh tay lái của chúng tôi may mắn là gặp một cái tay lái rất là tốt, cho nên là chạy vẫn ổn. Băng qua cánh rừng giữa những dãy núi đá vôi, vượt suối, hello. Và leo qua những con dốc trơn lầy, du khách đến với tỉnh Quảng Bình giờ đây đã có thể trải nghiệm lái xe địa hình băng rừng y hệt như những cảnh phim hành động gay cấn của Hollywood với loại hình du lịch hoàn toàn mới lạ này. Tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mộc mạc. Trong đó, xã Tân Hóa ở huyện Minh Hóa có ngôi làng đặc biệt, nằm lọt thỏm giữa thung lũng bao quanh bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Đây cũng là nơi có những tour khám phá hang động, tú làng, hang tiên nổi tiếng. Cũng là nơi đạo diễn Jordan Vogt Roberts chọn làm bối cảnh của bộ phim bom tấn Hollywood Kong Skull Island năm 2016. Từ đầu năm 2023, công ty Ocelot Adventure được cấp phép mở tour du lịch xuyên rừng tại khu vực Tân Hóa, nơi du khách có cơ hội tự lái xe, mô tô địa hình đi vào trong cánh rừng lim, chạy xe xuyên rừng dưới những tán cây, những con dốc và băng qua suối. Nếu mà không sợ, không nguy hiểm, nếu không lấy gấp gần, không phiêu lưu thì đâu có phải là xe địa hình, xe trải nghiệm. Nó phải là có phải cái phiêu lưu ấy. Theo công ty Ocelot Adventure, mỗi tour được thiết kế tối đa là 10 khách, giá vé 1 triệu đồng một khách. Trong 2 giờ đồng hồ, du khách sẽ được khám phá rừng cọ, rừng lim, rừng hoa sim với đường hầm nơi ở của công. Khách từ 16 tuổi trở lên sẽ được phép tự điều khiển xe mô tô 4 bánh để di chuyển sau khi được học cách sử dụng.